Mến chào quý vị đã trở lại với chương trình Vòng tay Cộng đồng tuần này. Chương trình được phát sóng định kỳ hàng tuần trên đài Vista TV băng tần 57.11 và trên hệ thống Galaxy 19. Kính thưa quý vị, chương trình Vòng tay Cộng đồng nhằm đem đến những thông tin về y tế, giáo dục, sức khỏe, cũng như là giới thiệu những nguồn tài nguyên, những dịch vụ xã hội trong quận Cam nhằm hỗ trợ cho gia đình và cuộc sống. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, bác sĩ Nguyễn Hồi Đức của chúng ta sẽ trở lại trong chương trình Vòng tay Cộng đồng với một đề tài Nam Yến nghĩ là rất là quan trọng. Làm sao để chúng ta có thể sống một cách an toàn trong ngôi nhà của mình cũng như là trong xã hội và trong cộng đồng. Kính chào bác sĩ Nguyễn Hữu Đức. Thân mến chào Nam Yến và xin kính chào quý vị khán giả của đài V-Star. Khi mà bác sĩ nói là tuần này mình sẽ nói chuyện về cái home safety á, Nam Yến cảm thấy cái này là đề tài rất là quan trọng. Tại vì tất cả chúng ta dù là trẻ, già, lớn, bé đi chăng nữa thì mình cũng nên biết làm sao để cho có một cái môi trường trong căn nhà của mình nó được an toàn hơn, và cũng như làm sao khi mà mình đi ra ngoài xã hội được an toàn hơn, phải không ạ? Thưa Nam Yến, rất là đúng. Tức là khi mà nhà, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà lớn hơn 65 tuổi, tức là Medicare patient đó, thì cái yếu tố về an toàn trong nhà và ở ngoài đường rất là quan trọng đối với là sức khỏe của bệnh nhân mà lớn hơn 65 tuổi. Dạ đúng rồi, mà nhất là những bác mà sống một mình nữa, không có con cái hay là cháu ở chung căn nhà thì làm sao để có thể sống an toàn, đúng không ạ? Cái đó thì càng đặc biệt hơn nữa. Trong những trường hợp ngoại lệ như vậy thì mình cũng có những cái tips, những cái hướng dẫn để mà làm sao mà sống được an toàn và mạnh khỏe. Wow, cảm ơn bác sĩ, đề tài rất là thú vị. Và để không mất thời gian thì xin bác sĩ đi vô chi tiết là làm thế nào để cho cái ngôi nhà của mình nó được an toàn hơn, và nhất là cho các bác lớn tuổi từ 65 thì thưa Nam Yến và thưa quý vị khán giả, thì là ở trong nhà, căn nhà của mình, thì là cái đáng sợ nhất đối với tất cả các bác sĩ là khi mà bệnh nhân bị té. Ok, thì cái đó rất là quan trọng. Thì là chẳng hạn như là mình nói là four risk, tức là mình phải đánh giá coi trong nhà mình có những yếu tố nào có thể làm tăng lên cái nguy cơ mà bệnh nhân có bị ngã té trong gia đình của trong nhà của mình hay không. Đúng rồi. Thì bây giờ trước nhất là mình nói về cái căn nhà này, căn nhà một tầng hay là căn nhà hai tầng thì chẳng hạn đi nữa. Thì theo như bản thân của anh nghĩ là các bác lớn tuổi thì nên ở căn nhà có một tầng thôi, chỉ có một tầng thôi. Là tránh đi lên những cái nhà mà có bậc cầu thang. Hoặc là khi mình mướn nhà chẳng hạn thì là mình đừng nên mướn những căn nhà nào mà có phải lên cầu thang. Giống như apartment đó, phải không ạ? Apartment thì cái đó là, hoặc là khi mà mình apply vô một cái chỗ nào mà mình để mình xin ở cái căn apartment đó, đó thì là quý vị có thể, quý vị bệnh nhân có thể đến bác sĩ của mình xin một cái giấy nói là tôi có những cái condition, tức là có những cái điều kiện như thế này, đừng để cho tôi được ở căn nhà ở dưới đất, thì nó quan trọng hơn. Đúng rồi. Cái thứ hai nữa là khi là mình ở trong căn nhà của mình á, thì là cái bathroom, tức là cái buồng tắm rất là quan trọng. Thì là rất nhiều, có nhiều bệnh nhân lớn tuổi thường đa số là té, hoặc là thứ nhất là cầu thang, thứ hai là ở trong bathroom. Đúng rồi. Đó, thì ở trong cái phòng tắm mình á, thì là mình nên có những cái measures, nghĩa là có những cái tức là có những cái mình làm sao để mà tránh được những cái nguy cơ té trong nhà tắm chẳng hạn như là trong cái buồng trong cái bồn tắm đó, thì mình nên có một cái loại design để cho mà khi mà các bác không phải bước ra bước vô mà là tức là đi vô đi ra. Thay vì mình thường á, mình thấy cái walk in bathtub hoặc là cái bathtub, regular bathtub là mình phải bước lên trên cái thành cao, đúng không? Thì cái này là mình đừng có làm cái đó. Thì là mình kiếm cái loại bathroom đó, bathtub nào, tức là cái bồn tắm nào mà có cái cánh cửa bước vô thì mình đỡ bước lên. Đồng thời khi mình đã vô trong cái bathtub rồi, cái bồn tắm rồi, thì là mình cũng nên mua một cái loại cái đồ mà giữ chân mà để cho đứng vững, không có bị trơn trượt và té trong cái bathtub đó. Rồi đồng thời ở trong nhà tắm của mình thì nên có những cái tấm thảm, hoặc là có mua cái loại thảm nào mà để cho bước vô không có bị ướt và bị trơn trượt. Đúng rồi đồng thời mình cũng phải ngó xung quanh coi những cái tủ kệ
khi mà các bác vô trong nhà tắm có hay bị vướng víu hoặc là đụng đầu hoặc là gì đó không? Đúng. Thì cái đó coi gì rất là nhỏ nhặt nhưng mà là rất là quan trọng. Đúng. Đối với lại cái sức khỏe của bệnh nhân người lớn tuổi của mình. Đúng rồi. Để Nam Yến xin góp ý kiến chút xíu là giống như hồi lúc nãy bác sĩ Nguyễn Hữu Đức nói là trong cái bathtub của các bác nên có những cái miếng thảm để khi mình bước vô nước đó, khi mà mình xịt nước đó, nó không có bị trơn. Thì Nam Yến thấy là ở Target cũng có bán, ở Walmart, ở bất cứ cái tiệm nào hoặc là các bác nào mà thích mua những cái đồ discount giống như Nam Yến hay đi là đi chợ Ross, chợ Marshall, nó đều có bán những cái miếng thảm mà nó có những cái cục suction bằng nhựa. Đúng, mình mua rồi. Những cái đó mình gắn vô thì như vậy khi mà mình bước vô đó nó tạo ra những cái độ nhám. Đúng rồi. Mình không có bị trơn té khi mà mình đang xịt nước tắm. Rồi, đồng thời ngay trong cái sàn của cái nhà tắm mình cũng nên có một để một vài cái bathroom, đừng có để khoảng trống mà nó hơi trơn trượt nhiều quá thì các bác cũng dễ bị mua những cái miếng thảm ở ngoài để tránh những cái nước rồi này kia nó chảy ra. Đúng rồi. Rồi bây giờ từ trong cái nhà tắm bây giờ mình bước ra ngoài thì là cái nói chung là tới cái phòng ngủ của các bác đi chẳng hạn như nữa thì là cũng phải mình thiết kế làm sao mà để các bác có thể là chỉ cần trong tầm tay với là có thể là nhấn được đèn chẳng hạn như là buổi tối đừng có bao giờ tắt đèn tối hui ở trong cái phòng của các bác lớn tuổi. Tại vì giả sử mà quờ quạng thì có thể mình quơ tay, mình trúng cạnh bàn, mình bị trầy hoặc là bị... Mà nhất là người lớn mà khi mình đụng trúng cái gì thì nó rất là dễ chảy máu, bị bầm tay. Bị bruises, nên là lúc nào cũng để một cái ánh sáng mờ để cho các bác dễ thấy. Đồng thời trong tầm tay với của mình thì có đèn hoặc là có phone ngay đó thì là nó cũng góp phần nó giảm bớt cái khả năng mà bị bầm dập hoặc là trầy té ở ngay trong phòng ngủ của mình. Đúng rồi. Về cái phần đèn đó, kính thưa các bác và Nam Yến biết là hiện tại bây giờ họ có bán những cái đèn mà nó giống như nó sensor đó, khi mà mình tắt đèn tối thì tự động nó mới sáng lên. Right. Thì như vậy đó, nếu mà các bác có con cái hoặc là có người thân hoặc là những cái người caretaker của mình có thể nhờ họ đi tới những cái market họ bán, rất là chỗ nào cũng có bán, Target, Walmart gì đều có bán hết. Thì khi mình mua về mình gắn vô á thì nó sẽ không có tiết kiệm điện, đúng không? Mình không có tốn điện, không cần phải bật hoài, mình cũng không cần phải nhớ. Cứ gắn vô để đó, khi các bác tắt cái đèn lớn của mình để đi ngủ là tự động cái đèn đó nó sáng. Anh nhớ là cách đây khoảng 10, 15 năm gì đó có người ta có hay quảng cáo trong truyền hình là cái đèn loại mà vỗ tay đó. Cái là đèn nó sáng lên. Cái đó thì nó hay. Nhưng mà sau đó thì là không thấy người ta quảng cáo trên tivi nữa, không biết là cái kỹ nghệ hoặc là công nghệ nó còn sống hay không, hay là nó đã người ta không có sử dụng nữa hả? Nhưng mà thấy rất là buồn cười nhưng mà rất là hiệu quả. Chẳng hạn như các bác giật mình dậy thì là người lớn thì có hay có cái habits, là cái thói quen là đi thức dậy đi tiểu ban đêm. Đó thì mà nếu mà thức dậy mà mình không thấy đèn mà tối hu hoặc là mình lạng quạng quờ quạng, đó là một cái nguy cơ té trong phòng ngủ của mình cho đến phòng tắm nữa. Thành ra là cái ánh sáng rất là quan trọng trong cái phòng ngủ của các bác của mình. Đúng rồi, em đồng ý. Rồi chẳng hạn như trong nhà mình cũng phải trong cái bếp, gian bếp của mình nữa, mình cũng phải thiết kế làm sao mà cho các bác đi đừng có bị đụng dễ những cái cạnh bàn có những cái góc nhọn hoặc là đó, mình phải tránh những cái đó, hoặc là những cái bếp, ngay cả những cái bếp nấu đi nha, đừng có mua cái loại nào mà nó hiện đại quá. Thì là nhiều khi các bác nếu mà ở nhà mà có con cái chăm sóc thì khỏi nói rồi, nhưng mà giả sử mà các bác sống một mình hoặc là chỉ có hai vợ chồng thôi thì là mình nên mua cái loại bếp nào mà nó đơn giản chút xíu, đừng có bắt buộc là nhiều cái thao tác mà nó hiện đại quá thì các bác cũng có thể là hơi khó sử dụng, thành ra nó cũng có thể nguy hiểm cho đến sức khỏe của mình. Với lại hình như các bác cũng phải để những cái nó gọi là smoke detector phải không bác sĩ? Đúng rồi. Ví dụ là mà có quên tắt bếp hoặc là cái nồi nó mình để lâu quá mình quên cái mình nó bị cháy chẳng hạn, khói nó bốc lên thì có những cái device đó, những cái máy đó thì cũng đỡ, nó báo cho các bác biết là mở những cái cửa sổ đó ra. Đúng rồi, thì là đa số tất cả những cái căn nhà hiện bây giờ đều có smoke detector hết, là những cái thiết bị mà nó báo cháy. Ngay cả trong housing của mình nữa thì đa số là tất cả housing là muốn cho các bác mướn cái housing đó là bắt buộc phải có cái smoke detector, có nghĩa là có cái thiết bị báo cháy thì nó mới cho mướn được. Thì cái đó cũng là một cái rất là tốt để mà phòng ngừa những cái nguy cơ đó. Trước khi mình kết thúc cái phần 1, em có một câu hỏi nhỏ là em biết là các bác có thể
mua những cái grab bar để làm trong phòng tắm hoặc là những cái shower chair, thì cái đó là bảo hiểm trả cho các bác nếu như bác sĩ ghi toa hay là các bác phải mua ở ngoài thưa bác sĩ? Đúng, thì đó, cái đó cũng tùy theo cái công ty bảo hiểm của các bệnh nhân. Thì là đa số mà những các bác nào có vấn đề vì khớp, you know, hoặc là khớp háng hoặc là khớp đầu gối, có vấn đề gì thì là các bác sĩ có thể nói là ghi cho một cái, nó gọi là shower chair. Thì là bảo hiểm, đa số bảo hiểm thì nó đều cover hết. Thật ra quý vị đừng có quên là nói bác sĩ mình là tôi có vấn đề khó khăn đi đứng trong cái nhà tắm của mình, thì là các bác sĩ sẽ ghi toa cho quý vị để mà quý vị được cái shower ghế, chair. Cái ghế đặc biệt, kính thưa quý vị, shower chair là một cái ghế đặc biệt là để khi mà mình tắm, thì mình đứng tắm, nhiều khi mình mỏi chân hoặc là mình trượt thì cái này là mình ngồi mình tắm thì nó an toàn và nó thoải mái hơn. Đúng rồi. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau một phút giải lao.